Hello, xin chào anh em đã quay trở lại kênh Anime Chine. Trong tập 26 của Đấu Phá Thương Khung phần 5, Tiêu Viêm đã được em gái Tử Nghiên ra tay trợ giúp. Khi Lâm Diêm nghĩ rằng em bé Tử Nghiên nghiện thuốc muốn tẩn Tiêu Viêm, nhưng em bé Tử Nghiên lại là người bảo vệ Tiêu Viêm. Chuyển sang tập 27 của Đấu Phá Thương Khung, A Đến chạy đến báo thông tin cho Tiêu Viêm là Tiêu Ngọc ở bên ngoài ngoài viện gửi tin nhắn vào. Tiêu Viêm sợ nhất là người nhà Tử Nghiên gọi điện, nên hắn cùng đám người Huân Nhi vội vã đi đến chỗ cưỡi máy bay cảnh ma thú của nội viện. Đám người Tiêu Viêm vẫn không được thông quan di chuyển, do họ chưa xin phép xuống máy bay cảnh ma thú. Tô trưởng lão canh cửa nội viện đã ngăn cản. Tiêu Viêm đã chạy lên khai báo họ tên của mình, nên Tô trưởng lão đã phá nội quy thả đám người Tiêu Viêm cho hắn đi ra bên ngoài ngoài viện. Sau đó Tiêu Viêm cùng đám người Huân Nhi cưỡi cảnh ma thú di chuyển ra ngoài viện. Họ đã dừng chân tại một bãi sân của ngoài viện. Một thằng con trai Diêm Thừa ngoài viện mới vào thấy Huân Nhi người đâu mà đẹp máy. Hắn muốn Huân Nhi làm người yêu ngay dịp Tết này. Diêm Thừa biết Tiêu Viêm có giai thoại sức mạnh nên im mồm ngay và luôn. Trở lại với nhóm, Tiêu Viêm đã di chuyển một mạch đến chỗ giáo viên Nhược Lâm và Tiêu Ngọc. Tiêu Ngọc cũng kể lại quá trình gặp được Tiêu Lệ. Cô được một học sinh đưa tin thấy Tiêu Lệ đang bị ngất. Do đó Tiêu Viêm nắm bàn tay chảy cả máu. Còn Tiêu Ngọc đang khóc cho số phận của Tiêu gia. Tiêu Viêm lấy một ít thuốc bỏ vào mồm Tiêu Lệ đang nằm trên giường. Huân Nhi đâm một mồm lên nói chuyện và Lâm Tông ra tay đánh Tiêu ra. Điều này càng khiến Tiêu Viêm hứa lần sau trở về và Lâm Tông sẽ bị quét sạch. Sau khi Tiêu Lệ tỉnh lại, đã kể chuyện về Tiêu gia đã bị và Lâm Tông vây bắt. Khi Tiêu gia chuyển đến Mạc Thiết Dòng Bình Đoàn, mỗi tháng Mạc Thiết Dòng Bình Đoàn sẽ tổ chức ăn nhậu đã bị và Lâm Tông đánh úp. Lúc này Tiêu Viêm đã đứng dậy muốn chạy về ra bà đế quốc luôn. Huân Nhi đã ngăn cản Tiêu Viêm. Thậm chí Tiêu Lệ cũng mở mồm ngăn cản Tiêu Viêm. Tiêu Viêm hay cố gắng cày cấp mà trả thù. Ngoài ra Tiêu Lệ cho biết hôm Tiêu gia bị sát hại có một bọn cầm xích chó. Vì vậy Tiêu Viêm cũng hiểu ra là hồn nhân. Tiêu Lệ cũng cho biết đại trưởng lão của Tiêu gia trước khi chết đã dặn Tiêu Viêm hay cất giữ miếng ngọc của Tiêu gia thật tốt. Do đó dược lão đang ẩn trong chiếc nhẫn của Tiêu Viêm, cũng nghĩ về miếng đả xá cổ đế. Ở diễn biến tiếp theo, Tiêu Lệ đã kể lại quá trình và Lâm Tông chặt chém Tiêu gia cùng với Mạc Thiết Dòng Bình Đoàn. Cũng vào giờ phút chót có ông già Hải Ba Đông che mặt dẫn theo người đến giải nguy cho Tiêu gia, nên Tiêu gia đã vất vả được một số thành viên. Nhưng đại ca Tiêu Lệ đã bị thương nặng liệt cả hai cẳng chân. Và còn máy bay phi hành ma thú hắn đi đến học viện già nam do Hải Ba Đông cho không cần tiền nong. Do đó Tiêu Viêm đã quyết định Vân Sơn của Lâm Tông lần sau quay lại sẽ bị mang ra đồng chôn cất hẳn hoi. Chuyện đến cảnh của Tiêu Ngọc đang khóc muốn xem tình hình cha mẹ cô ấy. Tiêu Lệ trình bày mẹ thì không sao nhưng cha bị cụt mất một cánh tay. Sau đó Tiêu Viêm đã cho Tiêu Ngọc chăm sóc Tiêu Lệ phục hồi sức khỏe, còn hắn đi bàn chuyện với Huân Nhi. Ở bên ngoài Tiêu Viêm hỏi Huân Nhi về vấn đề hồn điện, hắn vô tình gặp được hồn điện cho Huân Nhi. Vì vậy Huân Nhi cũng không giấu Tiêu Viêm, lần này hồn điện xuất hiện là liên quan đến đà xá của đế ngọc của Tiêu gia. Mà đà xá của đế ngọc được gọi là một bộ phận trong 8 mảnh chìa khóa của đà xá động phủ. Ngoài ra hồn tộc hay cổ tộc đều nắm trong tay một mảnh chìa khóa đà xá của đế ngọc. Nhưng có điều Huân Nhi cũng không biết làm sao Lâm Tông có thể liên lạc được với hồn điện. Tiêu Viêm dùng tay đấm vào tường. Huân Nhi xin Tiêu Viêm đừng để ai biết hắn đang có miếng đà xá cổ đế. Nếu không để lộ thông tin khả năng cao sẽ bị hồn điện lùa chém. Sau đó Huân Nhi ôm Tiêu Viêm an ủi. Tiêu gia cần Tiêu Viêm gây dừng lại. Do đó Tiêu Viêm đã không ôm Huân Nhi nữa. Hắn hứa sẽ đấm Lâm Tông giải tán. Trải qua vài ngày Tiêu Viêm chữa bệnh cho Tiêu Lệ. Phát hiện Tiêu Lệ sắp đột phá từ đấu sư 9 sao lên đại đấu sư. Hắn đã cho Tiêu Lệ thắm thuốc có địa tâm thối thể nhũ đột phá lên đại đấu sư. Chuyển đến vài ngày sau, Tiêu Viêm có ý định cho Tiêu Lệ gia nhập học viện già nam. Tiêu Lệ lại muốn sẽ ra ngoài hắc giáp vực sinh sống, để giao lưu đánh nhau võ thuật thích cảm giác sống sinh tồn. Tiêu Lệ đồng thời cũng khoe hai quyển sách đấu kỹ thuộc tính lôi điện huyền giai cao cấp Huân Nhi cho hắn. Vì vậy Tiêu Viêm cũng đỡ lo cho Tiêu Lệ hơn. Và Tiêu Viêm cũng lấy một quyển sách về ảnh đấu kỹ lôi bức thiên dược đưa cho Tiêu Lệ. Là Tiêu Lệ hãy tu luyện phi hành đấu kỹ lôi bức thiên dược có thể bay trên bầu trời bằng hai cánh mà không cần phải đạt đến đấu vương. Và Tiêu Viêm dặn Tiêu Lệ gặp nguy hiểm mới dùng đấu kỹ lôi bức thiên dược chạy. Do quyển đấu kỹ lôi bức thiên dược Tiêu Viêm giết Phạm Lăng của Huyết Tông mà có được, nên Tiêu Lệ cũng nhận phi hành đấu kỹ lôi bức thiên dược và lưu ý về Huyết Tông. Sau đó Tiêu Viêm đi về phòng của mình nhờ dược lão luyện chế viên thuốc long dược đan và một số loại thuốc khác. Trải qua hai ngày sau, Tiêu Viêm đã đưa cho Tiêu Lệ viên long dược đan cùng một số loại thuốc. Thậm chí là Tiêu Viêm còn rất cẩn thận là lấy một ít lửa dị hỏa có linh đánh hỏa của dược lão bỏ vào chiếc nhẫn cho Tiêu Lệ. Chỉ cần Tiêu Lệ gặp nguy hiểm đến tính mạng có thể sử dụng một lần cho phát nổ. Và Tiêu Lệ lên máy bay đã vẫy tay chia tay Tiêu Viêm đi đến Hắc Giáp Vực. Cảm ơn anh em đã xem hết video.